mới ngày nào đó mình nhớ mình còn nộp hồ sơ ở đây mình nhận tới rút lại nhận rồi. Cũng nhờ cô Mai, cô Mai nhận hồ sơ từ đầu đến cuối, lúc mà con tôi nghĩ tất cả các cái thắc mắc hay là giúp đỡ gì mình, cô Mai có hỗ trợ để cứu 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 không. Thì cũng cảm ơn công ty Cô Đô Hoa đã giúp cho gia đình tôi có một cái suất định cư hiện giờ đang ở Florida. Thì giờ con ở đó thì mục đích là cho con cái học hành động định cư. Còn tôi thì cũng đi đi về về nhưng chẳng đảm bảo trước 6 tháng của mình. Thì trước qua Cô Đô Hoa thì bạn bè tôi cũng có đi đi tự làm hồ sơ đi Cô Đô Hoa, Canada, Mỹ, Canada, cũng tham khảo về định cư. Thì hôm nay là ngày vui, thì cũng như ngày vui chung của các gia đình của mình là cũng gửi lời chúc sức khỏe cho mọi người và chúc cho bà Cô Đô Hoa tiếp tục đồng hành cùng những các cái nhà đầu tư giúp cho họ đạt được cái mong muốn mục đích của mình. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn.